Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức công bố quyết định của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Theo quyết định được công bố, chuyển 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan thành phố đến các đảng bộ khác, gồm chuyển chi bộ cơ sở công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng đến trực thuộc đảng bộ quận Liên Chiểu, chuyển 4 chi bộ nhà xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng, công ty cổ phần sách giáo dục tại Đà Nẵng, công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng và công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đến đảng bộ quận Cẩm Lệ, chuyển 4 chi bộ nhà xuất bản Đà Nẵng, công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Trung và công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng đến trực thuộc đảng bộ quận Hải Châu. Thành ủy cũng quyết định chuyển đảng bộ cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Quảng Nam Đà Nẵng đến trực thuộc đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.